Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu được ghi nhận là trên 34.200 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tháng 5 năm 2023 tăng mạnh. Theo đó, lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 76.500 tỷ đồng, tăng 70,6% so với cùng kỳ.